tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Để ta đi mua xe, để ta đi mua xe. Mua ở đâu? Mua ở đâu? Mua ở đây. 88 Tô Hữu. Vâng, hôm trước thì cùng với cả một cái câu hỏi là nhiều tiền để làm gì, đi mua xe Đức hay xe Nhật hay với xe Hàn gì đó, thì Hùng cũng nhận được rất nhiều những cái câu trả lời rằng là đi mua hẳn xe sang, thì hôm nay ta sẽ nhiều tiền ta đi mua xe sang. 88 Tô Hữu thưa các bạn, một cái địa chỉ cũng rất rất nhiều xe sang, và cái lượng xe ở đây quay vòng cũng rất nhanh. Những chiếc xe tuần trước Hùng qua đây còn đầy đủ, rất rất nhiều Rolls Royce, có Range Rover, Autobio đầy luôn, tuần này đã lên đường hết rồi. Và các bạn có thể thấy là F-150 hôm trước rồi. Ở đây F-150 là một cặp nhé, một cặp trắng đen luôn. Rồi. Nên bây giờ chúng ta hãy vào để xem chiếc xe nào ngon là dinh về luôn. Thậm chí là nếu mà tất cả các đều ngon mà đều hợp ý mình, đều đúng sở thích thì là ôm về hết luôn. Ôm 1/64 thôi. Đây đây đây. Đấy. Toàn xe sang này, và bước vào gara xe sang thì mình cũng phải sang trọng một tí. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ trái qua phải nhá. Chiếc Forerunner màu trắng rất đẹp, bản nhập Mỹ. Vâng, mẫu Forerunner này được bán, mình có bảng giá đây, 4,3 tỷ nhá. Các bạn có thể thấy là các cái dòng xe đặc trưng của Mỹ thì thường nó rất là cơ bắp. Thì các cái thiết kế lưới tản nhiệt, đèn đóm, rồi là hốc gió, đèn gầm, cản dưới vân vân. Rất muscle. Một điều rất là hay là trên các dòng xe của Mỹ ấy, thì cái gương như thế này này, 4 tỷ 3 nhé, toàn bộ là gập cơ ạ. Mình cũng có dịp qua Mỹ rồi, thì với cái diện tích đường rồi các điểm đỗ rồi vân vân, nó rộng lắm nên chả cần thiết gì phải gập điện cả, mà cũng chả bao giờ gập cả, nó làm ra lại đâm ra nó lại thừa. Đấy, phần đuôi các bạn có thể thấy này. Logo tỷ đô này, logo Toyota tỷ đô này. Toyota thì khôn lắm, cực khôn luôn. Thị trường châu Phi, châu Á, Đông Nam Á rồi gì gì là một bản, còn ở Bắc Mỹ là một kiểu, châu Âu thì có vẻ như không thành công lắm. Nhưng như thế cũng đủ rồi. 4 châu 5 lục gì đấy rồi, 5 châu 4 bể gì thì cũng ăn mất 9 phần 10 rồi. Để mình mở cái cốp này lên. Wow, rất rộng, 7 chỗ. Đó, trần rất vuông nhá. Những chiếc xe ở Mỹ thì người ta rất quan tâm đến những cái cổng sạc này. Đấy, ổ sạc vân vân, đi chơi đâu đấy này, đều có nguồn điện hết. Hoặc là những cái các bạn có thể thấy này. Đấy, các bạn có thể thấy phần này. Những cái để kéo phần kết nối với phần trailer này. Văn hóa Mỹ thì cuối tuần hoặc là đấy, thường sẽ kéo theo một cái xe có thể chở du thuyền, rồi là có thể kéo xe bò, xe ngựa, nhầm xe ngựa đua để đi đua. Thực sự là với mình đây cũng khá cao, cao 1m8 thì vòng kiềng lại còn 1m72, lỗ lõ mất 5 phân nhưng mà với vẫn vừa một chiếc xe Mỹ. Hoặc là có thể cắm ở đây. Những chiếc xe Mỹ nó có cái gì đấy rất đàn ông, rất manly. Chúng ta thường nói là những anh xe Mỹ chứ không nói những trụy xe Mỹ. Kể cả những trụy thì vẫn ngon. Bây giờ mình sẽ thử ngồi vào một chút. Những cái xe này thì trên kênh của Auto Daily chúng tôi cũng đã giới thiệu rất là chi tiết hết rồi. Hôm nay chúng ta cũng chỉ điểm qua thôi. Nơi mà MT Auto 88 Tô Hữu thường nhập những cái xe sang về. Ngồi phát vừa luôn, ngồi vào xe Mỹ là ngửi thấy là mùi toàn Mỹ thôi. Màu da cũng rất đẹp, không phải quá xịn đâu nhưng mà da là đẹp. Và đấy, những cái dòng xe có truyền thống lâu đời như Toyota hay như tất cả các hãng xe khác,
thì các bạn có thể thấy là cái triết lý thiết kế họ rất là rõ ràng. Tôi vuông ở ngoài thì vào trong tôi cũng vuông, chứ tôi sẽ không tròn ở ngoài mà vào trong tôi lại vuông. Đấy. Đấy, những cái thiết kế rất là cơ bản, cái gì nó cũng to này. Đó. Mà tôi đã muscle, đã to, đã cơ bắp rồi thì là cái này nó to, các cái núm xoay đều to hết, to. Nhưng cái màn hình lại bé. Forerunner mà. Xe đi địa hình. Đấy, nhưng mà thứ mà mình rất thích là trên cái hệ thống dẫn động này. Hệ thống cài cầu này, có cả chế độ cầu chậm luôn. Rồi, không quá nhiều nhưng mà có thể nói đây là một chiếc xe rất đặc trưng của Mỹ. Ui giời, xe Mỹ có khác. Đồ Mỹ nó cũng khác. Nó cứ phình phịch, nó cứ phầm phập, nghe nó chắc chắn lắm. Mà khi ngồi vào những chiếc xe mang tính đặc trưng phong cách của Mỹ thì ta cũng có được những cái không gian ngồi khá là tốt đây. Xe nó vuông vức cho nên là trần rất là phẳng. Rồi vân vân. Nói chung là ngồi xe Mỹ mình có cái gì đấy cũng giống Mỹ. Đấy. Thôi bây giờ thì Toyota. Toyota thì có cái thương hiệu Lexus. Mình sẽ sang hỏi xem cái Lexus này thì là Thánh Lexus cũng ngay bên cạnh đây các bạn. RX50, xin lỗi, RX350 bản M. Để mình xem là giá của bản này bao nhiêu tiền. 4,7 tỷ. 4,7 tỷ các bạn. RX350 thì có lẽ không phải nói quá nhiều nữa với cái giá trị nó mang lại cho người sử dụng, với cái độ dữ dàng, với cái độ sang trọng, với cái độ êm ái và yên tĩnh. Đẳng cấp đấy. Câu chuyện giữa Lexus và xe nước chúng ta bản có lẽ không bao giờ hết. Nhưng tất nhiên mỗi dòng xe thì sẽ có những cái lợi thế riêng. Và đặc biệt Lexus ở Mỹ và tại Việt Nam thì đó là một sự thành công không thể phủ nhận. Cái bản G này có một cái điều rất là đặc biệt là bản 6 chỗ. Bản 6 chỗ các bạn ạ. Một đời mới nhất là bản 6 chỗ. Thiết kế của không gian xe của Lexus thì có lẽ là không phải nói quá nhiều nữa. Điều đang nói trên cái RX350L này với giá 4,7 tỷ, model mới nhất bây giờ là 6 chỗ thôi các bạn. Ngồi giống limousine không? Cực kỳ giống limousine luôn nhá. Nâng hai cái ghế đằng sau, rất hay. Khá đặc biệt và cũng khá là thông minh. Khi mà thưa bạn là cùng một cái phiên bản, cùng một cái tên nhưng mà Lexus đã biến ra rất nhiều phiên bản. Phiên bản 4 chỗ có, 5 chỗ có, 6 chỗ có, 7 chỗ có. Thật là tuyệt vời các bạn. Đây có màn hình nhá. Với thương hiệu Lexus thì cái giá trị của Lexus ấy, chúng ta sẽ không thể so sánh cái khối động cơ, cái hiệu năng lái hay là chúng ta hay gọi chung là cảm giác lái với những cái chiếc xe Đức. Nhưng mà Lexus họ có những cái giá trị rất riêng. Ví dụ như rất có thể là một chiếc ghế này này, người ta nghiên cứu ra cho bạn là bạn 50kg và 100kg khi bạn ngồi vào gần, chưa cần điều chỉnh gì thì bạn cũng có được một cái tư thế thoải mái. Hay là tất cả những cái lên xuống kính, ở đây chưa có chìa khóa hay là những cái cơ này thì nó rất mềm. Ví dụ cái kính này chẳng hạn, kính này là kính hai lớp cách âm. Đó, nó có một cái lớp keo trong ở giữa. Đấy, và nó sẽ giảm âm đi rất nhiều. Hay là khi mà cái kính này nó lên hết như thế này thì cái giai đoạn cuối này nó sẽ là chậm tốc độ lại. Tốc độ lên nó sẽ đóng, nó sẽ chậm lại. Và nó sẽ giảm cái âm thanh, cái tiếng ồn của cái motor như cái kính khi lên. Và đặc biệt nó bảo vệ cái motor. Đó, rất là đơn giản thôi. Nó sẽ đang nghiên cứu những cái rất riêng. Họ không thể đua công suất được thì ta phải tìm lối đi riêng thôi. Chả tội gì cả. Mình vẫn bán được xe cơ mà. Đấy. Còn ai yêu thì yêu thôi. Xét về độ giữ giá thì thôi, cái đấy thì khách hàng chắc là tự biết hết rồi. Chủ khách hàng. Đấy lắm. Không mừng lắm. Rồi. Thưa bạn. Đó. Nói chung là mình hay đi xe cỏ mà sợ xe sang thì tiện nó đẹp. RX350 bản này là 5 chỗ và có giá 4,6 tỷ. Từng đường nét trên cái sườn rất sang trọng.
cái thiết kế chữ L này, hay chúng ta hay gọi là L finesse ấy, thì nó không chỉ đẹp đâu, ví dụ như cái phần ô cản lưới tản nhiệt nó rất là rộng. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề bảo vệ khi mà xảy ra va chạm cho người đi bộ, thì đây các bạn có thể thấy mình đứng trên dưới đây không, nó sẽ không va vào những mảng sườn này và từ đây trở xuống, gọi là va chạm nhưng mà không đau, nên những người đi bộ không đau. Đèn đó khỏi nói rồi, đèn led mỗi bên là 3 pin rửa tự động. Nói chung về Lexus thì ở tại Việt Nam thì về hình ảnh thì nó không chẳng kém gì xe tự động, thậm chí trong mắt nhiều người nó còn hơn nữa. Đấy là một sự thật. Chúng ta sẽ không nói chuyện được ở Mỹ hay là ở châu Âu hay là ở đâu đó, chúng ta đang ở Việt Nam để nói chuyện ở Việt Nam. Và Lexus cũng có công nghệ, cũng có những người thợ bậc thầy về thủ công, và họ đưa những cái trình độ, những cái con người đấy và những cái bàn tay khéo léo đấy để gia công những cái đường chỉ may này, rồi là gỗ này, gọi là nó cũng rất đẹp, rất đơn giản. Tôi cũng không cần quá nhiều màn hình touch, vẫn là phím thôi, vẫn là bấm, nhưng nó vẫn đẹp, vẫn bền, đó, da rẻ, thơm. Nói chung là không hiểu sao ngồi vào Lexus nó cũng thơm thật. Màn hình to, màn hình này mình nghĩ cũng phải tầm 12,3 inch. Nó khá giống với chiếc ES, rất đẹp. Chức năng thì thôi không phải nói nhiều về Lexus nữa rồi. Chiếc này thì chúng tôi cũng đã giới thiệu khá là chi tiết. À, nằm chỗ nha các bạn. Rồi. Lạnh luôn. Chủ xe thơm lắm. Đi lại êm. Ánh sáng rất dịu. Nói không phải mê tín chứ Lexus ngon. Đang có nhiều tiền khi cũng phải cân nhắc. Quất luôn. Làm một bộ sưu tập. Thơm. Đấy, màn hình trước này, vân vân. Bản này 4,6 tỷ nhá. Chung là đẹp dai. Rồi bây giờ Nhật rồi này, từ Mỹ ta sẽ qua lại Mỹ tiếp. Nước Mỹ rất rộng thưa các bạn, nước Mỹ cực kỳ rộng. Đợi em chút nào. Ok. Và một chiếc xe để ví như những chiến binh Panera trong Empire AOE. F-150 Raptor vừa mới tuần trước đã gọi là cái chương trình giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này rồi. F-150 Raptor cũng ngay tại 88 tối hiệu nhà mạng MTL. Không phải nói nhiều về sản phẩm này nữa. Các bạn có thể thấy mình đứng đây. Thử ấy, so sánh chiều cao với cả Vela nhé, thì mình đứng lên đây. Một lần người đến đây ngắm lại một lần nữa đây, vẻ đồ sộ của những chiếc ghế, sự cơ bắp của những chiếc xe Mỹ rất đẹp. Và cửa tuyệt vời, phải nói là không biết dùng từ gì nữa, không hiểu là cái mẫu F450 vừa mới về này, nó thì khi mà chạy trên đường Việt Nam thì nó còn như thế nào nữa. Nó có bánh đôi đằng sau cơ, mỗi bên là tức là 4 bánh. 4,2 tỷ cho Ford F450 Raptor. Và chiếc xe đầu tiên là Forerunner, là lúc nãy là mình nói là giá bao nhiêu nhỉ? 4,3 tỷ. F450 Raptor 4,2 tỷ. Đấy, đấy là lý do rất nhiều tiền nhưng mà vẫn phải lựa chọn, vẫn phải cân nhắc, vì nó có quá nhiều cái sự tương phản. Bây giờ thì mình sẽ đến với một mẫu xe phải nói là một cuộc cách mạng trong thiết kế của Range Rover, chính là bản Vela. Để mình xem trang giá của Vela là Vela 4,9 tỷ. Và một trong những cái chi tiết tay nắm cửa này đã tốn rất nhiều giấy mực, rất nhiều video, rất nhiều câu chuyện để nói về nó và để thử nghiệm cho cái tay nắm cửa này
mở trong mọi điều kiện, đặc biệt là điều kiện băng giá, thì Range Rover đã phải dày công nghiên cứu, mất rất nhiều thời gian thử nghiệm, cho đóng băng trong bao nhiêu tiếng rồi bật ra xem nó có bật không. Bởi vì các bạn hình dung là ở châu Âu vào những mùa đông thì rất là lạnh, nó âm tới mười mấy độ cơ. Thì những cái chi tiết như này, nếu như buổi sáng chúng ta đi xuống dưới nhà mà lại trong điều kiện âm 11, 12 độ, tất cả cái này nó đóng băng hết mà nó không bật ra thì làm thế nào để vào được xe. Thì đấy là một thảm họa. Thì riêng chỉ những cái chi tiết này thôi đã có rất nhiều công nghiên cứu của Range Rover rồi. Đó, chỉ riêng cái việc có mỗi thụt thò như thế này thôi mà tốn rất nhiều công nghiên cứu nha con. Một chi tiết rất nhỏ thôi. Thì về cái sản phẩm Vela này thì chúng tôi cũng đã có một cái chương trình giới thiệu khá là chi tiết rồi. Thì các bạn có thể thấy cái thiết kế của Range Rover nó rất là riêng, nó chả giống cái xe nào. Mà bây giờ là xe tàu là mắt trước thiết kế của Range Rover là nhiều nhất đấy, không phải ngẫu nhiên đâu. Thì cái phần dưới tản nhiệt đấy rất là đặc trưng này, rất đẹp. Nhìn qua thì mình cứ tưởng là kim loại cho, nhưng mà tất cả là nhựa. Tại sao nó là phần nhựa và cái phần so với phần két nước này hay là phần máy này thì nó có một cái khoảng trống rất là rộng. Thì cũng như Lexus mà lúc nãy mình chia sẻ thôi, là một là va chạm với người thì nó không phải là kim loại thì người cũng đỡ đau hơn. Cái thứ hai là khi đâm vào tường và cương vào đâu đấy thì cương thì nó cũng là cái khu vực giảm chấn, áp dụng xung lực đấy, xung lực để bảo vệ cái trong khoang lái. Cái đấy mình nghĩ chắc là phải đâm mới biết được. Cái công nghệ đèn của Range Rover thì có mắc bình, công nghệ đèn LED, đèn laser có hết, khác nhau với công nghệ đèn rồi. Nó mang lại cái giá trị, một là cái tuổi thọ của đèn, hai là chất lượng ánh sáng, ba là độ chiếu xa. Thì mỗi cái công nghệ nó khác nhau, làm sao nó có công nghệ của nó còn rất đặc trưng trên Range Rover nhé. Các thân bằng nhôm, cái đấy rất khó luôn. Thân bằng nhôm, và các bạn xem này, những cái vùng bằng nhôm bằng nhựa, hai vùng này sơn đồng màu rất khó, sơn đồng màu rất khó. Như với những cái thương hiệu sạch sàng như thế này mà được màu mà chết đấy các bạn. Mẫu xe này được bán với giá là đã qua sử dụng rồi, bán với giá là 4,9 tỷ. Rồi, 4,9 tỷ cho một mẫu xe rất là mới. Xe nào, 4,9 tỷ cho Vela. Từ đây giờ chả có con nào dưới 4 tỷ cả. Mình mới nhiều tiền thôi chứ chưa phải là rất nhiều tiền, nhưng mà thôi. Ngồi vào những chiếc xe tiền tỷ thì mình phải có phong cách tiền tỷ. Phong cách tiền tỷ chút. Cộng lại sơ sơ từ nãy giờ phải đến 20 tỷ rồi. Để tí mình nhập xem nhá. Những cái thiết kế của Range Rover thì cũng đã quen thuộc rồi, chuyển thành các cái cảm ứng rồi. Đây, màn hình cảm ứng cái khu vực này rất là đẹp, phải nói đẹp thật, quá đẹp luôn đấy. Để mình để thử cho các bạn xem. Ui, bản này R-Dynamic nhá, đồng hồ kỹ thuật số hết nhá, màn hình giới thiệu rất là nhiều rồi đó. So với cái RX 350 hai phiên bản vừa rồi, các bạn có thấy không, một phong cách rất là trái ngược. Toàn bộ cái của Range Rover thì đã tích hợp vào màn hình cảm ứng hết rồi, còn mỗi cái nút xoay điều khiển số này thôi, hay là cái chuyển cơ điện tử của cái nhiệt độ này. Còn Lexus thì rất nhiều nút bấm, nhưng đừng đùa, 4,9 tỷ này nhá, Lexus kia cũng 4,6, 4,7 tỷ đấy. Giá trị ở một chiếc xe nó nằm ở rất nhiều yếu tố, này gương này, có thời trang luôn, gương cực kỳ thời trang, không viền, đẹp, cộng rồi mấy chục tỷ nhỉ? Thế này mới xem mang đủ tiền rồi, 5 tỷ, 20 tỷ rồi. Bây giờ ngay bên cạnh thì sẽ có một chiếc xe cũng thương hiệu Anh Quốc nhưng đời 2013. Vâng, mời các bạn. Đây, các bạn có thể thấy những viên kim cương lấp lánh, nhìn thôi thì đã thấy
ngất ngây rồi. Mặc dù đời 2013 rất đẹp. À, bản này là động cơ V12 các bạn, 6.0 lít, nhớ không nhầm khoảng 616 mã lực, 616 nữa các bạn. À, các bạn có hình dung không? Đây là một mẫu xe 2013, thơm lắm. À, gỗ này, gỗ thì chúng tôi cũng đã có khá nhiều cái chương trình về chất liệu da gỗ, chế tác gỗ, chế tác bằng tay của Bentley rồi, chiếc xe Anh Quốc rồi, những người thợ thủ công, hay là những cái da này, da này tại sao nó đắt? Bởi vì nó là lấy được từ những cái con bò sống ở cái độ cao nó khoảng 3.000 mét đó, và những là cái phần da tốt nhất luôn, không có muỗi đốt, không giảm, gọi là đẳng cấp nhất, ngon nhất của phần da. Để đưa lên những chiếc xe này. Diên da không đã đắt rồi và mất rất nhiều da gỗ. Và những chiếc xe Bentley nó sẽ có một cái giá trị rất riêng. Nếu mà so với Rolls Royce thì nó cũng có những cái giá trị riêng. Mình cũng chỉ dám nói vậy thôi. Ví dụ như về cái lẫy chuyển số này, biểu thị cho tốc độ này, công suất này, các bạn có thể thấy không? Rất dị luôn nhá. Gần số này mình lúc đầu mình cứ tưởng kéo dài ra được, kiểu kéo thành cái nanh như thế này được, nhưng không. Đấy, quá dị luôn, mình chưa bao giờ thấy một cái cần số nào nó dị như thế này. À, ngay cả những cái núm xoay trên xe này rất tỉ mỉ, dùng 7-8 năm rồi mà vẫn rất đẹp, đẹp không? Và một chiếc xe to như thế này rất dài, và một chiếc vô lăng này quá nhỏ luôn, vô lăng này quá nhỏ so với kích thước xe này. Nói về đẳng cấp thì những chiếc xe Anh Quốc thì không thiếu những thứ gì cả, rất đẳng cấp. À, mẫu xe này để mình xem giá là bao nhiêu. Giá 2013 đang được chào với giá 12 tỷ. Tất nhiên có thương hiệu. Đây ông chủ, đây ông chủ, chiều mà việc lốt về mà đề mà nổ 6996 thì thôi, để quất luôn. Rộng nhá, rất rộng luôn, đẹp. Vệ thì tay chưa có quá nhiều công nghệ ở đây, nhưng mà logo Bentley khắp nơi này, các vị trí này đẹp, quá đẹp luôn. Ờ, ở đây có cái bàn làm việc nữa. À, cơ cũng rất mềm, gỗ đẹp, cơ mềm, da thơm. Rồi, ở đây là cái gì đây? Không hiểu là cái gì luôn. Nói chung là chắc là phải mua về thì mới nghịch ngợm nhiều được. Thôi, một chiếc màn hình bé bé xinh xinh. Đời 2013 thì các bạn có thể thấy này, màn hình còn rất là bé. Nhưng đến đời này thì chắc là phải to tổ trạng rồi. Gì thì gì cũng không thể thoát khỏi cái xu hướng về công nghệ được. Rất đẹp, logo Bentley. Ghế hình quả chám, đục lỗ, thơm tho. Đấy là những xe Anh Quốc. Nhưng tất cả những thứ này nó chỉ trang trí thôi. Còn xin thưa với các bạn, những chiếc xe Bentley hay những chiếc xe Rolls Royce bằng những công nghệ, không cần công nghệ về thân vỏ, còn nhôm, công nghệ chế tác của họ, hoặc là nhìn cái dàn robot cũng bùng bùng cho chéo lắp ráp, tuyệt vời luôn. Đến đây 12 tỷ, xe của những ông chủ hạng sang, phải nói rằng cũng rất sang. Dùng 6 năm rồi, mà đẹp, nó đẹp thật. 2013 mà quá đẹp thôi. Vành 20. Thôi, bây giờ mình lại bay từ Anh sang đến Trung Đông. Land Cruiser VXR V8 Trung Đông. Bản này chúng tôi cũng đã giới thiệu khá là chi tiết rồi. Thì mình nói về giá thôi, giá em này xem là bao nhiêu
6 tỷ. 6 tỷ nhá. Đừng đùa. Toyota to hơn, nặng hơn, đắt hơn Vela, nhỏ hơn, nhẹ hơn. Bản lên cạnh. À, bản này. Đấy, bây giờ thì Land Cruiser thì rất được nhiều các bác thích. Từ mùi Bentley chuyển sang mùi Toyota nó cũng phải hơi ngộp một tí các bạn ạ. Nhưng thôi dù sao nó cũng đang được bán với giá là 6 tỷ. Thì hãy cứ hình dung nó là 6 tỷ đi. Rồi thiết kế và cái gì nó cũng to đấy. To lắm. Cốp to. Tủ lạnh này, có chức năng làm mát này. Vô lăng Toyota thì quá đặc trưng rồi. Cruise control những cái này, chức năng này quá cơ bản rồi. Kết nối Bluetooth rồi gì gì đấy thì quá nhiều rồi, cảnh báo điểm mù vân vân. À, có bản Trung Đông này có làm mát ghế, có làm mát ghế luôn. Nói chung cái cụm này trên cái thiết kế của Land Cruiser bây giờ đã khá đẹp rồi. Trông nó ngăn nắp hơn. Và nó có cái gì đấy kỹ thuật số hơn với chiếc màn hình to. À, nhưng mà bởi vì với một cái kích thước xe rất là lớn này thì các bạn có thể thấy là cái việc đi lại trong phố quay đầu nó sẽ phải có sự hỗ trợ. Đây thì ta bật cái chức năng này lên này. Đấy, bật cái nút này lên này. Thì nó sẽ khi mà đi tốc độ thấp thì cái góc lái nó sẽ lớn hơn. Và giảm cái bán kính quay vòng để chúng ta có thể quay đầu rất là gọn gàng. Và một trong những cái hệ thống mình rất thích trên cái Land Cruiser ấy, đấy chính là hệ thống Ground Control. Thì cái hệ thống này nói chung là thôi chúng ta bỏ chân ga ra đi, bỏ chân phanh ra đi, chỉ lái thôi. Đi ở tốc độ vừa vừa, đường xấu, đường đá, đường gì đấy. Thì nó sẽ tự động điều chỉnh chân ga, chân phanh. Rất ngon. Xe có chế độ Sport, Sport Plus. Đấy. Bản Trung Đông này không có làm mát ghế nhỉ? À quên, nó không có làm sửa ghế nhỉ? Để có tí sửa cho nó vui. Đôi khi phải gọi là xông hơi chức năng ở đấy. Nếu mà ở Trung Đông ta gọi là chức năng xông hơi. Tỷ Land Cruiser Trung Đông đang được bán tại MT Auto. Tranh thủ quảng cáo thì thực chất cũng chẳng quảng cáo đâu. Đọc địa chỉ bởi vì khá nhiều anh em hỏi là khi địa chỉ thì thôi mình cứ đọc vào thôi. Còn ai nghĩ là quảng cáo thì cứ quảng cáo. Còn ai nghĩ nó là địa chỉ thì nó cứ là địa chỉ. Màn hình chả thua kém gì chiếc máy sơn đâu. Mỗi tội là nó cắn ra đây thôi. Rộng rãi lắm. Nói chung là Land Cruiser thì phải nói là được quý như quân 30 RAM nhỉ. 30 RAM trong AOV. Và một chiếc xe có lẽ là ước mơ của rất nhiều người là X570. Hẳn nó lấy sợ luôn, con này là 2016 bản của hãng. Thì nếu như mà Land Cruiser này còn mới nhá, còn mới còn tinh hơn mà 6 tỷ thì mình chỉ thêm 1 tỷ thôi. Còn lại xe đã qua sử dụng thêm 1 tỷ đi hẳn lấy sợ luôn. Rồi, nhìn ở ngoài thì thực sự rất mới. Thông thường đi mua xe cũ thì mua xe đã qua sử dụng thì chúng ta nên có những cái người tin cậy để tư vấn thêm. Đấy là cái kinh nghiệm. Nói chung là mua xe đã qua sử dụng thì cứ kiểm tra thật kỹ đi. Chỉ thêm 1 tỷ thôi nha các bạn. So với Land Cruiser mới thì mẫu xe LX Lexus 570 này nó đã là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Mặc dù 2016 nhưng các bạn hãy nhìn xem. Từ da này. Đây. Ngay bên mép này, 2016, vẫn rất đẹp luôn, da xịn nhá, da cao cấp Hà Nội, da trên Lexus đã khác rồi. Thì cái phần khuôn bóc này cũng vậy, lại khuôn bóc. Các bạn có một cái so sánh rất là tương phản, nó giống hết cái Land Cruiser mình vừa mới cho xem. Đấy. Và những gì
cao cấp hơn Toyota thì nó là Lexus, các bạn có thể thấy đẹp. Nói chung là đẹp. Mẫu lấy X570 này thì mình cũng chạy 2016, chính là cái bản này đấy. Mình chạy cũng rầm rầm trên cái đường đồng mô rồi, được anh em ủng hộ điên đảo. Những cái bản này nhiều đồ hơn, bản kia bản ít đồ. Khái niệm về full option thực ra nó cũng không chưa chính xác lắm, mình nghĩ vậy. Nhiều hay ít hay được trang bị tới cỡ nào thôi. Nhưng còn full thì cũng chả biết thế nào là full đâu. Cái điều khiển rất đặc trưng trên Lexus này, cần số này vân vân, các hệ thống điều khiển này. Đó. Đấy, hỗ trợ quay đầu nhá, có luôn. Hỗ trợ đi đường xấu có nhá, V-size giữa nhá, đấy, ground control nhá, đấy. Rất đẹp. Thơm. Nói chung ngửi mùi Lexus thơm hơn Toyota là cái chắc. Và những ông chủ của những chiếc xe LX570 này sẽ có, mình nghĩ rằng sẽ có lái xe và cái việc chăm sóc đương nhiên nó sẽ cẩn thận hơn. Ôi da. Ôi ơi. Ấy. Bước vào Lexus. Bây giờ phải gọi là hùng Lexus cho nó máu. Bởi vì có thể chút nữa nó lại thuộc sở hữu của mình thì sao? Nếu như hôm nay đề nổ 6996. Rất đẹp. Rồi. Ở trên những mẫu xe Toyota hay Lexus nói chung nó có rất hay là họ cung cấp cái tiện ích của cái hàng ghế sau rất nhiều. Nó rất cơ bản thôi. Có thể điều khiển gió, điều khiển vị trí, rồi tăng nhiệt độ, rồi dịch chuyển chiếc ghế kia lên. Nhưng nó tạo ra cảm giác tôi là ông chủ. Còn anh ngồi trên anh chỉ là lái xe thôi. Màn hình to. Mình chạy thử cái mẫu xe này có một cái rất là hay. Nếu mà chạy trên đường thẳng ấy, nếu mà chạy trên đường thẳng thì bay qua những cái gờ giảm tốc thì thôi rồi luôn, 100, 101, 102 thì đấy là nó cứ đè chặt xe xong nó chạy, chả cảm giác gì cả. Thơm, hít nốt để bước qua xe khác. Đây, xem nào. Bản này là bản cũng Lexus GX460. Rồi, bây giờ thì mình lại trừ bớt đi một số đơn vị thì ta có Lexus GX460 215 bản Mỹ nhá. 215 bản Mỹ 3,9 tỷ. Chiếc này 7 tỷ. Nếu như có ít hơn đôi 3 tỷ. Như lại về GX460. Những căn villa, nhà cao, cửa rộng như Lexus. Đó. Nhưng nói thực ra thì các bạn có thể thấy sự tương phản rất là lớn. Một chiếc xe LX570 và GX460. Ví dụ như mình đứng đây mình ngửi chiếc xe này thì mình có cảm giác như là ông chủ của LX570 kia giữ gìn hơn rất nhiều và đi cái số km có vẻ như là cũng ít hơn rất nhiều. Đấy. Đối với cái dòng xe qua sử dụng thì cái người chủ rất là quan trọng. Đẳng cấp của Lexus thì tại Việt Nam thì cũng được ghi nhận rất nhiều. Bởi đơn giản là khách hàng chuộng thôi, khách hàng sẵn sàng bỏ tiền mua, nhiều khách hàng bỏ tiền mua. Và coi nó là sang trọng thì nó là sang trọng. Còn thực sự nói về khái niệm xe cỏ, xe hạng trung, xe cao, xe siêu sang vân vân, nó cũng chỉ là khái niệm mà do marketing tạo ra, do chúng ta thừa nhận thôi, chứ nó cũng không có một cái barem nào cụ thể đâu. Mình khẳng định là như vậy. Nói không phải bênh Lexus đâu, nhưng mà việc nào nó ra việc đấy. Đấy. Thì các bạn có thể thấy đây một mẫu xe 2015 với giá 3 tỷ 9. 2015 nhá. Forerunner mới thì lại 4 tỷ 3. Đấy. Thì có rất nhiều lựa chọn. Rõ ràng là đi cái thương hiệu mà chữ L này này thì nó sang hơn cái vòng này. Đấy là chắc chắn. Còn về ngân sách nào thì có thể cân nhắc. Nó có rất nhiều cái lựa chọn khác nữa trong cái dòng xe nhiều tỷ. Đó.
Có lẽ thì đối với các dòng xe Lexus từ cái 2015 thì mình cũng sẽ không giới thiệu quá nhiều về những cái tính năng, chúng ta cũng không kỳ vọng về quá tính năng, mà đó là cái thương hiệu, đó là sự tỉ mỉ tinh tế ẩn phía sau ở các cái chi tiết thiết kế mà phải là những người dùng lâu thì mới phát hiện ra được. Người Nhật là vậy, không thích bề nổi. Đó, rõ ràng là mình thấy cái mẫu xe này ông chủ chưa giữ bằng cái LX570 đâu. Tất nhiên, LX570 7 tỷ. Rồi. Người anh em của GX460. Người anh em Prado 2017 2,3 tỷ. Các bạn có thể thấy hôm nay xuất hiện rất nhiều cái cặp tương phản nhá. Và sự khôn ngoan, sự tính toán rất hay của Toyota. Mình có đọc cái cuốn The Toyota Way, phương thức Toyota, thì thực sự là cái để mà làm được ra những điều như thế này thì phải nói, mình phải thừa nhận là người ta rất giỏi. Còn cái vấn đề xe Toyota tại Việt Nam như thế nào, chúng ta hay bàn luận hay như thế nào đấy thì nó nằm ở một cái chủ đề khác. Nhưng về lĩnh vực kinh doanh, về hiệu quả, đây, hai mẫu xe, platform không khác nhau, chassis không khác nhau, chỉ thay đổi chút đầu, chỉ thay đổi trang bị thêm công nghệ, treo chắc chắn hơn, vân vân, nó là Lexus. Còn giảm bớt đi, nó là Toyota. Đấy, Prado này, được các anh bên Viettel cũng rất là yêu thích. Mình cũng có một anh bên Viettel là cứ phải Prado cơ. Thế mới dị. Đó. Thì so với chiếc GX460 vừa rồi thì các bạn có thấy khác quá nhiều không? Nó không khác quá nhiều đâu. Đồ trang bị ở trên Lexus thì nó sẽ cao cấp hơn thôi. Và khi nhìn những chiếc xe qua sử dụng thì các bạn có thể thấy những cái vị trí như cái ghế này. Ra vào nhiều hay ít có thể thấy ngay. Mẫu xe này để ở bên này thì họ để xe rất là nguyên bản, chỉ vệ sinh cho sạch sẽ đi thôi, quét dọn lau rửa thôi. Đó. Vô lăng thì rất Toyota luôn. Đấy. Độ mài mòn của vô lăng, nhiều anh chủ là sẽ bọc cái vô lăng lại thì chúng ta sẽ khó thấy được. Nhưng mà riêng những cái vị trí như thế này thì rất khó, rất dễ phát hiện này. Đấy. Lưng ghế này, cần số này, phanh tay kéo này. Đó là những cái đặc điểm mà có thể, nếu như với những người thợ tinh tế thì người ta thậm chí người ta có thể đọc luôn được ra cái số năm sử dụng và dự đoán được cái quãng đường luôn. Không quá khó. Nội thất đẹp đấy, nội thất màu kem này khá đẹp. 2 tỷ 3 cho một chiếc xe Toyota Prado. Có màn hình rộng rãi. Đi Prado cũng là một đẳng cấp. Tuần này thì sàn của Nhật ngon, xanh mướt, cho nên ở đây hơi nhiều xe Nhật. Chứ bình thường ở đây cũng xe Đức, xe Anh, xe Nhật, xe hợp Trung Quốc gì đấy rất nhiều. Đây là một sản phẩm rất đặc trưng của Toyota này. Hơi tiếc là hôm trước có Rolls-Royce thì nó cũng lên đường rồi. Đó. Thì thôi nay ngắm Highlander. Highlander này để mình xem giá nào. Đây là Highlander Mỹ nhá, full đồ 2,7 tỷ. Prado 2 tỷ 3 thêm 400 nữa có Highlander full đồ luôn. Sấy gương có. Highlander này thì chúng tôi cũng đã có giới thiệu rồi. Các bạn có thể tìm kiếm trên kênh với từ khóa Highlander thì sẽ thấy được. Đây 2, mấy nhỉ? Mình vừa nói xong. Trí óc rồi này quên, đầu óc rồi này quên. 2,7 tỷ nhá. 2,7 tỷ đấy thôi các bạn. Highlander 2,7 tỷ các bạn xem có cái gì đặc trưng không? Rất Toyota luôn này, màn hình này. Rồi. Điều khiển điều hòa này, tất đấy. Start stop có này. Đấy, máy đề nổ lên thì cực kỳ chuẩn Toyota luôn. Chinh. Đấy. Có sấy gương. Rồi. Vô lăng rất Toyota. Đấy. Những đường giả da trên vô lăng, giả cái đường may trên vô lăng. Đây để soi cái
Đây lên cho dễ thấy. Rất tinh tế. Đây các bạn có thể thấy không? Nó có gì đấy tinh tế, rất Toyota, cruise control, điều khiển âm thanh rồi chức năng trên màn hình này có hết. Wow. Nhưng có lẽ là mình thích nhất là cái hộc này đây. À đây. Rất to. Rồi. Ui to lắm. Đấy, để soi đèn vào đây cho các bạn thấy. Miêu tả về một chiếc xe Toyota thì mình sẽ nói nhiều về những cái gì đấy nó rất to. Sẽ không có quá nhiều những cái công nghệ trên những chiếc xe của Toyota đâu. Cần số. Còn cần số này còn chưa được bọc ra. À có bọc ở phía trước này một chút. Xe này có chế độ chạy tuyết à? Bản Mỹ mà. Rất tiếc là về Việt Nam đấy, soi. Đấy, có kích hoạt chế độ chạy tuyết này. Đấy, snow này. Có cảnh báo trệch làn đường này. Xe này chạy là 3.328 mai, đơn vị mai luôn. Rồi đồng hồ. Bản đồng hồ là cũng là mai luôn. Công tơ mét đặt phía trong, chạy phải lưu ý. Ngày xưa mình chạy một cái xe nhập Mỹ toàn nhìn vòng ngoài á. Rồi ơi bảo sao chạy tới đạp mãi mà không thấy tới lên 100 mà xe cứ vun vút, rồi hóa ra mình chạy bằng mai. Xì tác sự tớ. Nhưng mà đây giá trị của một chiếc xe Toyota nó sẽ nằm ở đây. Rồi, lúc nãy thì mình ngồi trên cái Bentley thì các bạn có thể thấy cái khoảng duỗi chân rất rộng. Thì cái Highlander này cũng vậy. So sánh giữa Highlander và Bentley có lẽ là một sự ngu xuẩn. Nhưng cửa đóng rất chắc, xe Mỹ. Rồi, 27 còn rất mới. Cốp rộng, dáng đẹp. Nhiều anh cũng thích Highlander đấy. Nhiều anh đấy, đây các bạn thấy. Trần rộng này, ví dụ ngả như này, ngồi phía sau 4 người thì mình ép vào đây một chút thì bên này nó vẫn còn không gian. Đấy, cửa gió điều hòa, cổng sạc vân vân đó, những tiện ý cơ bản. Nếu mà dùng nhiều thì cũng chỉ cần thế thôi, với những người mà thích sự đơn giản. Và bây giờ ta sẽ tiến lên đây, F150 Raptor nhá. Lúc nãy thì các bạn thấy cái bản kia là sơn màu đen. Đó. Còn đây là bản màu trắng. Giống hệt nhau nhá. 4,2 tỷ. Lexus. Đó. Thưa các bạn, nhiều tiền để làm gì? Đấy là một cái câu hỏi rất là hay. Để làm gì? Để mua xe. Nhưng mà ngay cả việc đi mua trên này chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Đấy cũng rất là đau đầu. Bởi vì nếu như quay trở lại cái LX570 đây là giá 7 tỷ thì cái phí sang tên đối với xe đã qua sử dụng ấy thì nó thấp hơn rất nhiều so với cái Land Cruiser kia, là được bán với giá 6 tỷ cộng với, thôi mình cứ tính là 10%, 12% đi, 12% là mất gần 700 triệu tiền phí trước bạ, rồi chưa kể tiền biển, tiền đăng ký, đăng kiểm, rồi bảo hiểm bắt buộc vân vân, thì nó cũng ngót nghét 7 tỷ. Chưa kể lại còn phải dán kính, rồi lại phải mua thêm bảo hiểm tự nguyện, thân vỏ đâm đụng, thì nó cũng là 7 tỷ luôn. Đây phải đau đầu với em LX570 này rồi. Nhiều tiền thế thì hôm nay tại showroom xem nào. Wow. Cộng một lúc là 54 này, 24 này, 20 tỷ này. Mệt quá. Thôi cứ nhẩm tạm khoảng 50 tỷ. 50 tỷ là cũng rất nhiều tiền rồi. Mình mới là nhiều tiền thôi. Thôi mình cất chìa khóa đây này. Về đi mua một phần, mua một đống này nhưng mà tỷ lệ 1/64 thôi. Chắc chắn là mua được. Mua được anh em ạ. Mua được, mình chắc chắn là mua được. Đấy. Còn nếu mà anh em nào muốn sở hữu bất kỳ chiếc chìa khóa này thì có thể bỏ ra đấy. Cứ từ 2 tỷ 3 này.
3,5 tỷ, 3,7 tỷ, rồi 4, 5, 7 tỷ đó. Thì đến quất thôi, còn bây giờ thì tùy anh em lựa chọn nhá. Mình thôi lại cầm tiền đi về thôi. Tiền này chưa mua được. Này mới là nhiều tiền thôi. Chắc là phải rất nhiều tiền. Đấy, chưa gì đã có Audi lượn vào này. Rất có thể đó là một khách hàng. Hôm nay mình lại no rồi.